Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Lại là mình đây, cùng Hàng với Trung Kỳ đây. Và đây mình là Ngọc Trần. Và đây thì hiện tại của mình đang ở Ngọc Trần Studio, nơi mà anh em sẽ có rất nhiều video về sau với một bộ máy ảnh. Và hôm nay Hùng 20cm đã đầu tư Sony A6400 với mức giá là 23 củ. Và thêm quả lem 10 củ nữa. Sắp tới thì chúng ta sẽ cũng sẽ chào đón thêm một thành viên 6400 về nhà nữa, nhưng hiện tại bây giờ thì mới có một chiếc mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rạch siêu cùng ra. Cùng mình rạch siêu, còn mấy ông kia cái nó mất dạy. Đầu tiên thì mình sẽ xem qua cái phụ kiện mình kia qua 6400 các bạn mua này. Ở đây thì mình có một cái ba lô của Sony, mình rất thích cái ba lô này. Đi ngoài đường cứ chắc chắn rằng là các bạn đã có cho mình một cái con Sony giọng A trở lên rồi. Ở đây thì đương nhiên rồi, 6400. Và 6400 năm nay thì nó cũng 6000, năm ngoái 6003, 6005. Chứ cái hộp của Sony chả khác gì cả. Ngay cả body cũng đâu khác. Nó chỉ nâng cấp một rồi. Chút ở bên trong. Đây là cái thân hộp em, nó còn nguyên zin luôn nhé. Cái này để sang bên không mấy ông cũng tạch mất. Đây là một thẻ nhớ Sony 64GB, tốc độ đọc ghi lên đến 94 MB/s, mà có thể thật hay không. Và hàng Sony thì không cần phải nói những câu nghi ngờ thế đâu em. Rồi, thì mình xem qua cái hộp này trước đây nhỉ. Nó có cái thế nào? Túi đeo máy ảnh Alpha cao cấp. Đúng rồi. Ok, để xem nào. Đây, khói gần đây. Wow, da nó bị sò hết nhỉ. Đeo vào cái xem có đẹp trai không? Này, trong này thì chỉ có hai ngăn thôi, một là body, hai là được len. Và ở đây thì mình body bên đây, len bên đây, mày chỉ ngược rồi. Em chưa dùng máy ảnh bao giờ. Thì đây là chiếc máy ảnh đầu tiên của đời em. Rồi, lần đầu tiên làm chuyện ấy. Lần đầu làm chuyện ấy. Rồi, ok. Thế bên này được len, bên này được body đúng không? Đúng bên rồi. Này được len. Rồi, len thì được body. Ok. Cái này có thể tháo ra để xoay ngược lại được. Hay thế à? Đó, được là nó cao cấp hết nhỉ? Xịn chứ. Người ta gọi là cao cấp vãi. Nói chung là mình chưa có bộ vít đúng không? Đây là bộ vít nha. Chào bảo Phan. Quả. Không, quả quả. Không, quả nó là bản quyền rồi. Vâng, vãi cả quả. Đâu. Đẹp trai không mọi người? Quay quay được trước. Đẹp trai. Đẹp trai vãi quả. Thôi Hùng làm cái chuyện quả là mình nào. Rồi ok, cái này nổi ra. Đó, sao? Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra nào. Xăm soi cảm thì cảm xúc lẫn lộn vãi quả. Ở đây mình có chữ 6400 nè. Nói chung là bây giờ nó hồi hộp mà xem là một chút hơi lo sợ, là không biết tương lai có trả nợ được không. Tại vì mình mua con này còn đi bốc bán họ các bạn ạ. Có cái bán 20 củ có cái gì nào trả nổi đây. Không cần phải dài dòng nhiều đâu Hùng ơi, chỉ cần nửa số nợ sẽ bay ngay. Ok. Ôi chạy cẩn thận vào ra. Sướng quá, sướng quá. Chơi. Rồi, từ từ. Mở ra không? Một lần. Ba lần. Ui, sao cái này nó để ngược nhỉ? Nhưng mà không sao. Nó đam mê. Thích đây là phiếu bảo hành Sony. Sony chính hãng Việt Nam à? Còn các bạn giữ cái này lại đúng không? Cái này còn rất là nhiều tiếng Nga, tiếng Trung Quốc này, tiếng Hàn này và tiếng Thái. Cái này trong trường hợp đi vệ sinh thì đọc. Con A6400 của anh bây giờ nó đang là make in Thái Lan. Không biết là con này nó sẽ là make in gì. Đây là body này mọi người. Nó thì đang một cái bao khá là đẹp mắt. Cục xạ. Để sang một bên nào, từ các bạn. Ok. Đây đeo này. Chúng ta sẽ có 3 chuẩn sạc. Nếu các bạn thắc mắc là tại sao nhiều như vậy, thì đây là mỗi thị trường sẽ có một loại sạc riêng. Ví dụ như thế này dùng cho chuẩn của Việt Nam này. Cái này sẽ dùng chuẩn của Trung Quốc. Ui. Không phải viên pin, không phải 2 viên pin đâu. 2 viên pin. Không phải. Đây là đốc sạc. Cục sạc. Ui. Ở đây mình có một viên pin Sony. Viên pin này có thể quay được tầm 1 tiếng rưỡi. Trong đấy là có một cái mount để gắn vào cái ống live view nhỏ đây. Viewfinder. Đúng rồi, mình hơi ngu máy ảnh một chút. Đây là cục sạc và cái dây, nhìn nó khá là xịn sò. Đây, cái này mới quan trọng này. Cái dây ấy đều lắm. Để sang một bên. 1 2 3. Wow. Chả khác mẹ thì 6400 và 6500 cả. À nhầm, 6300 cả. Quay phim láo thật đấy. Ôi nó xịn vai. Trong này là cái sensor. Đóng vào đi, hỏng mẹ sensor. Đang mở máy lạnh rồi mở sensor trần như thế này. Ông nào có cái len gì ông gắn vào test thử mắt nhỉ. Cái len của em ở dưới bàn đấy. Cái len dai của tao thì... Cái len của Hùng mà mua được hơn 1 tháng nhỉ.
Câu chuyện một thanh niên mua len 18105 hơn 1 tháng bây giờ mới có máy để gắn. Nghĩ người gái cái mùi châu Âu không? Đây này, cái mùi này Thái Lan. Mùi châu Âu, mùi mùi gì? Thái Lan. À mùi Thái Lan. Made in Thái Lan. Người gái đó cho anh em biết là mùi Thái Lan như thế nào. Đó, mùi Thái Lan đây là made. Còn xin giới thiệu các bạn, đây là cái len mà mình mua hơn 1 tháng rồi. Để chuẩn bị tinh thần đó đem mấy ảnh này, mình bây giờ cảm xúc lẫn lộn quá, chả biết nói gì rồi. Thế bây giờ mình sẽ gắn vào và test thử một tấm selfie nhá. Nhẹ nhàng thôi. Không một cái hư luôn cái này. Video để đời luôn. Vào cái cục pin đâu rồi? Đây. Cục đấy cục. Ồ đéo có máy à, đéo có thể bóc thẻ nhớ luôn. Con là thẻ nhớ đâu rồi? Phá trinh thẻ nhớ. Đây này thẻ nhớ mà ném bên đây đâu. Đây. 64GB tốc độ cao nhá. Ê. Dạch phát đi luôn thẻ này. Dạch phát học thẻ. Ôi, mẹ thiên sư mà mở được à? Mở phía trước đi. Đây. Giỏi ơi. Đây đem dạch thiên phát nữa nào. Bọn này lần đầu đấy nó cứng vậy đấy, lần sau thì thế mở không cơ mà. Lần sau là chẳng phải dạch nữa đâu mà. Thôi chắc chắn là phải xé rồi. Chứ còn giữ vỏ làm gì nữa. Wow, bên trong có luôn. Ui, này, made in Thái Lan tiếp này. Lại ngửi cái mùi Thái Lan xem như thế nào nào, có giống cái mùi ấy ảnh không? Đây là cái ngửi cái mùi này. Ui phê như cần vậy. Bất cần bao giờ. Thế vậy các bạn có thể mua thẻ nhớ 64GB của Sony bằng cách là mua 64GB về để ngửi phê như cần. Đây anh em mình đã click phát nào. Bật chưa? Không có pin. Pin chưa sao giờ rồi, ok. Fail. Tí nào đi anh pin. Cứ tưởng tượng là bây giờ đang selfie được đi, hai cái nào? Hai. Xin chào mọi người. Ê, nặng quá. Lại là mình đây, Hùng 20cm đây. Quá. Tối nay hôm mai ngủ quá. Tối nay hôm mai ngủ quá. Tối nay không thèm đi chơi với bồ, hôm mai ngủ luôn. Cảm xúc bây giờ chẳng biết nói sao. Lấn lộn. Và nếu như anh em không biết thì đây là một khối tài sản to lớn của Hùng, bao gồm Black Shark 2 này, ROG Phone, Redmi Note 7, bên dưới là A50, N5 Combat, F11 Pro, Redmi Note 7 Pro. Ở đây thì sẽ có cái Pioneer. Lên rồi, lên rồi. Yến để sâu ghia của Hùng. Thôi, đừng có khoe Hùng giàu nữa, cũng uống chay rồi cái bay nhựa bây giờ. Đã xác tinh ngôn ngữ này, đéo có tiếng Việt. Không, chẳng tiếng Anh lại. Có tiếng Việt. Chọn múi giờ, thôi để một lát mình xác tinh sau. Lên rồi kìa. Yeah, máy ảnh sáng rồi. Giờ thế thì tâm thật. Đây là tấm ảnh ách tích đầu tiên của chiếc Galaxy cái gì nhỉ? Sony A6 Master. Shot đầu tiên. Wow. Từ từ đấy. Đó. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cái mặt mày. Từ cái chết chứ. Nó không biết thằng nào chủ nó lên nét là được. Đúng rồi. Rồi. Con bé xung quanh cái câu đó. Thôi, đây là thế là vlog của mình tạm dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Từ nay xem video của mình thì đừng quên bấm like và cho mình một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.